Sáng nay, ông Trần Nhân Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, ông Dương Quốc Nam, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc họp cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của ban các sự đảng. Cùng dự còn có ông Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân dân thành phố Sóc Trăng và lãnh đạo một số sở ngành địa phương có liên quan. Những nội dung cần xin ý kiến cuộc họp gồm đề án đề nghị công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sóc Trăng và kịch bản phim minh họa thực trạng phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng. Về dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2022, tờ trình quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Nội dung về báo cáo kinh tế xã hội năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Quy định về khu vực không cho phép chăn nuôi và dùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự án chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Dự án phát triển lúa đặc sản của tỉnh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã đóng góp các ý kiến, phân tích sự cần thiết thông qua các nội dung đã trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu thống nhất thông qua một số nội dung cuộc họp đã trình, trong đó có đề án đề nghị công nhận thành phố Sóc Trăng là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Sóc Trăng và kịch bản phim minh họa thực trạng phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng, đồng thời đề nghị địa phương hoàn thiện thêm một số tiêu chí, đề nghị đối với các nội dung chưa nhận được thống nhất, các đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn chỉnh trình ban các sự đảng xem xét trong kỳ họp tới. Chiều ngày 9 tháng 11, ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung và các ngành chuyên môn có buổi tiếp và làm việc với các hộ dân liên quan đến đất nông trường 30 tháng 4 cũ. Tại buổi làm việc, đa số bà con đều phấn khởi khi triển khai thực hiện phương án số 2 về việc cấp và giao đất. Ngoài ra, một số hộ dân còn mong muốn được hỗ trợ con cây giống và giống để sản xuất tăng thu nhập kinh tế gia đình. Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Nhân Sát, trưởng ban nội chính tỉnh Quỷ, ghi nhận những ý kiến của bà con và mong rằng bà con hết sức chia sẻ với chính quyền địa phương, tăng gia lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị quyền tiếp tục xem xét điều chỉnh, bổ sung phương án để giao số diện tích đất còn lại theo phương án số 2, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, địa phương cần ra soát điều kiện sống của từng hộ dân và có chính sách hỗ trợ phù hợp. Sáng ngày 10 tháng 11, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thành Trị, cùng với đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thành Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với 10 xã thị trấn trên địa bàn quyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quyện báo cáo lại kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và tình hình phát triển kinh tế xã hội, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp của Hội đồng Nhân dân ba cấp cuối năm 2021. Có 16 ý kiến cử tri kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân ba cấp liên quan đến các vấn đề về bình ổn giá cả nông sản, đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển giao khẩu kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xem xét đầu tư các tuyến lộ, cầu giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, các chế độ chính sách hỗ trợ cho lực lượng làm tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế tại tuyến cơ sở, xem xét bổ sung thêm một số đối tượng là người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ các ý kiến đã được một số cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền giải thích tại hội nghị còn lại các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được ghi nhận trình lên các ngành chức năng và kỳ họp hội đồng nhân dân sắp tới